đột nghiêm trọng cuốn trôi ô tô, cầu cảng và gây ngập úng hàng loạt tuyến đường đã khiến chính phủ Mỹ phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Vermont, miền đông bắc Hoa Kỳ. Quyết định về tình trạng khẩn cấp được đưa ra khi con đập thủy điện của bang sắp vượt sức chứa tối đa. Trong khi ở dưới hạ lưu thì nước lũ đã nhấn chìm trung tâm thành phố khoảng 8.000 dân. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng xuồng máy để giải cứu hàng trăm người mắc kẹt trong các ngôi nhà ngập nước đến nơi an toàn. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, sau hàng loạt trận lũ quét tại bang New York khiến một phụ nữ thiệt mạng hôm 9 tháng 7, đã xảy ra các trận mưa cực lớn có một số nơi lên tới 200mm liên tiếp trong hai ngày 9 và 10 tháng 7. Mưa xối xả đã trút xuống nhiều khu vực ở miền đông bắc nước Mỹ, trong đó nghiêm trọng nhất là bang Vermont. Hiện tượng thời tiết cực đoan này cũng đã cuốn trôi nhiều cây cầu và gây ngập úng hàng loạt tuyến đường khiến giao thông bị ngừng trệ. Chỉ riêng tại Vermont, hơn 100 người đã được giải cứu. Nhà chức trách đang cố gắng di dời thêm nhiều người hơn nữa bằng máy bay trực thăng. Các quan chức phụ trách đội cứu nạn cứu hộ của bang Vermont thì nói rằng tình hình thiên tai vẫn rất nghiêm trọng và lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thực hiện các hoạt động cứu hộ cứu nạn. Còn thống đốc bang Vermont là ông Phil Scott cho biết trận lụt lần này tương đương với trận lụt do bão Irene gây ra hồi năm 2011, khiến 6 người thiệt mạng tại bang này. Trong khi nhiều khả năng mưa sẽ lớn hơn nữa vào cuối tuần này, nguy cơ vỡ đập. Hiện tại, đập thủy điện ở thượng nguồn của bang Vermont đang phải hoạt động liên tục với công suất tối đa và đứng trước nguy cơ bị vỡ. Trong tuyên bố vào cuối ngày 10 tháng 7 theo giờ địa phương, ban quản lý hành chính thành phố nhấn mạnh chưa từng xảy ra vấn đề như vậy kể từ khi xây dựng con đập. Do đó, không loại trừ khả năng có thiệt hại lớn nếu mức nước vượt sức chứa của công trình. Hiện tại, hồ chứa nước của con đập đã gần đạt đến mức giới hạn và cần nhanh chóng xả nước để tránh vỡ đập. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở dưới hạ lưu. Trong khi mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân nên di chuyển lên vị trí cao, trong khi chờ đợi sự giúp đỡ từ lực lượng cứu hộ, bởi hầu hết các đường cao tốc đã bị phong tỏa do lũ lụt, khiến hoạt động sơ tán gặp rất nhiều khó khăn. Địa hình khu vực nằm trong thung lũng với những ngọn đồi bao quanh đã làm tăng khả năng xảy ra lũ lụt tại bang Vermont, gây thiệt hại ước tính lên tới 5 tỷ đô cho nền kinh tế khu vực. Nhưng trong khi vùng đông bắc hứng chịu mưa lũ nghiêm trọng thì nhiệt độ ở một số khu vực thuộc các bang như Texas, Florida và vùng tây nam nước Mỹ lại tăng cao. Riêng ở bang Texas, nhiệt độ đã lên tới 46 độ C trên khắp các vùng phía nam của bang này. Hay tại thành phố Phoenix thuộc bang Arizona đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 43 độ C trong 10 ngày liên tiếp.